Con chào các cô và chào các bạn. Con tên là Lê Trần Nhật Khoa, học trường tiểu học Quỳnh Phú, học sinh lớp 37. Hôm nay con sẽ thuyết trình về dự án từ điển tiếng Anh. Khi nhấn vào lá cờ thì trái tim nó sẽ nói hello Nhật Khoa trong 5 giây. Xong rồi, khi cô nhấn vào bảng chữ cái, khi cô nhấn vào chữ A, A. nó sẽ đọc và đổi màu khác. Và khi con bấm vào chữ B, B. nó sẽ cũng phải đổi màu giống chữ A và đọc. Khi con nhấn mạnh từ ngôi nhà, thì nó sẽ về chữ cũ. Khi con nhấn vào số đếm, thì nó sẽ có từ từ 0 cho đến 9 là Zero. rồi, và đổi màu hoặc số 1. One. Khi con nhấn vào ngôi nhà thì nó xuống và nó cũng có thể về bằng bảng cũ. Khi con làm dự án thì con đã lấy những khóa lệnh như sau. Đầu khi là con nhấn vào sự kiện, con ấy khi bấm vào nhân vật này và khi phông nền chuyển thành phông nền một và phông nền ba. Xong rồi khi con vào hiển thị, con lấy lệnh hiện và ẩn. Khi con nhớ về, con ấy nói xong xong rồi con sửa lại là A. A. Khi con về số đếm, One. và khi con lệnh là khi bấm về nhân vật này và khi phông nền chuyển thành phông nền một đến phông nền ba, và con giờ hiện tại con ấy là ẩn và hiện và con lấy thay đổi hiệu ứng màu một lượng 25. Cái con bấm này như vậy. Con cảm ơn và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con. Rồi, cô cảm ơn Rồi, Nhật Khoa nhá. Nào, các bạn còn lại, bạn nào có thể nhận xét bài của Nhật Khoa được nhỉ? Bạn nào nhỉ? À, bạn à, bạn Bảo Long nhận xét của Nhật Khoa, cô nghe nào. Ừ, cô đang thấy à, Minh Đạt giơ tay nè. Rồi, cô mời Minh Đạt. bảy làm rất là tốt ạ. À, rất là tốt rồi, đúng không nhỉ? Rồi, con có tập bổ sung gì thêm không? Bảy chị bỏ xong một con chó rồi ạ. À, con chó thì như thế nào nhỉ? Con thấy con chó để ở đó thì như thế nào nhỉ? À. Rồi, con cảm ơn lời nhận xét của bạn Minh Nhưng mà Đạt nhé. khi con chó thì nó khi ấn vào bằng chữ cái thì nó phải ấn, và khi ấn vào số đếm thì nó cũng phải ấn. À đúng rồi, tức là khi ở phông nền số 1 thì nó hiện ra, còn ở những hai cái phông nền số 2 và số 3 thì nó sẽ ẩn đi để nó không bị che khuất mất cái chữ cái và chữ số của mình, đúng không? Đấy, ý của Minh Đạt là vậy đúng không con? Ừ, rồi, cảm ơn lời nhận xét và góp ý của bạn Minh Đạt nhá. Ừ thì bài của bạn Khoa là cô thấy là hình ảnh cũng đẹp này, đấy, cũng rất là sáng tạo trong cái phần hình ảnh này.
Có hiền thì được cả chó này, rồi là lấy được cả trái tim này, rồi là cái này hình như là viên kim cương thì phải đúng không nhỉ? Đấy, tức là văn khoa đã lấy được thêm rất là nhiều nhiều cái nhân vật để trang trí và đã lập trình cho những cái nhân vật đấy nữa đúng không nhỉ? Đấy, văn khoa đã làm bài rất là tốt và rất là sáng tạo, là cô khen mà văn khoa về về vấn đề là đã lấy được nhiều nhân vật trang trí và đẹp đúng nhỉ? Đấy, rồi còn về phần là các cái cơ bản lập trình cho chữ cái và chữ số thì văn khoa cũng đã làm rất là tốt đấy. Phần thuyết trình của văn khoa cũng khá là tự tin này. Còn năm nay khoa lớp mấy khoa nhỉ? Năm nay con lớp mấy rồi? Dạ thưa cô, là con lớp 3. À, con lớp 3 là con hơn em Minh Đạt một lớp đúng không nhỉ? Đấy. Dạ. Rồi, bài của khoa rất là tốt nhá. Và rất là dự án rất là sáng tạo này, đẹp này và hay. Đấy. Còn phần thuyết trình á thì văn khoa cũng đã rất là tự tin và thuyết trình được từ đầu đến cuối và đầy đủ nội dung đúng không? Đấy. Rồi, cô chúc mừng văn khoa đã hoàn thành tốt phần thuyết trình của mình nhé.